Unbox máy ép chậm ProMix PM800. Trong hộp bao gồm một quyển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Một chiếc bàn chải để vệ sinh máy, que nhồi và hai lưới lọc. Một hộp đựng bã, một hộp đựng nước ép, nắp máy, guồng máy, thân máy, trục ép. Bước 1. Bấm nút cao su ở dưới đáy guồng máy. Bước 2. Lắp lưới lọc vào guồng máy, chú ý khớp lắp. Bước 3. Lắp trục ép. Bước 4. Lắp nắp máy. Bước 5. Lắp cả cụm guồng máy vào thân máy. Lưu ý khớp lắp ở guồng máy và thân máy. Bước 6. Đặt cối da bã và cối nước ép vào đúng vị trí.